về. Cũng được đấy, làm vòng quanh đây rộng hết. Ok. Thôi về. Đi đi phía trước đi. Tôi cần hỗ trợ cho một cái. Ủa mát thế phết nhỉ. Tòa nhà cao đấy, nó không nhìn thấy cao. Đây tòa nhà bình thường này, hay là tòa nhà cao nhất à? Tương đối cao đấy. Nhưng mà không phải là tòa nhà cao nhất à? Cũng là cao nhất rồi đấy. Chưa, mai mình về Sài Gòn rồi mình đi trên mắt. Trên này nhìn đẹp phết nhỉ. Đây à.
ra ngoài ăn rồi đã. Đã gì? Ăn ở đâu? Chốt chưa? Vậy này khu nước ngoài mình ăn đi, công ty mình ăn đi, nhà tập trung mấy nhà hàng ở đấy thôi. À. Đấy, nó ở mặn chất này này. À, quay quay này. Đánh cho con quay cho con. Ước đi đã xong rồi mới thả. Ước gì? Con ước béo phì không? Ước 110kg. Để ra giữa là con gắp nè. Rồng ngon chưa? Vừa nha mẹ ơi. Ngồi bên này. Có mà. Cho cây dậy cho đẹp. Thân gò tay. Thôi để trồng trồng cắt ra rất là hảo. Có rồi gì sao quen không bạn về đâu ạ? Mẹ ơi, cô mẹ ơi.
Năm nhỉ? Ở đâu mà cá hào ngon mà em? Cái hàu là vùng này à? Là nhờ là nó đỏ đấy nhờ. Bình thường nó trắng mà chứ cũng lạ hết. Có mù tạt không anh? Năm 13 phút rồi, lần này ăn một tiếng đồng hồ.